đồ ăn vặt mà nhà chỉ còn mỗi mì tôm, các bác thử hai món này nhá. Mì mà làm đồ ăn giặt dễ vậy sao? Ok, let's go đi làm sen đá ăn nha. Ok đi con. Ok, ok. Khoan, chưa có đi được đâu. Bây giờ tôi phải làm rõ cái vấn đề này mới được. Mọi người chịu khó đi theo tôi chút xíu. Sen đá không có đeo chiếc lắc gì cộng như chuyện tôi tặng. Cái vô bình luận nói làm clip xong bán hết trơn hả? Trời ơi, với lại trời. Em à, chiếc lắc với lại cộng như chuyện của anh mua cho em đó. Sao không đeo mà để cho người ta nói anh bán cho em mất tiêu rồi kìa. Lấy cho mọi người coi coi. Đây nè, tại đâu có đeo để em. Tại sao không đeo? Chán rồi, ở đâu mất tiêu rồi. Nani? Dạ. Đó vậy đó mọi người nói tôi tôi bán đó. Thở đeo á mọi người ơi, chứ không phải thấy đâu, chán rồi. Hồi trước ham chứ giờ nó có ham. Có không à? Rồi đó, nghe đừng có thắc mắc giùm tôi một cái. Bây giờ tôi đi làm đồ ăn giặt cho sen đá ăn. Cái món này mới học trên mạng thấy cũng hay, nhìn cũng ngon á. Nguyên liệu chuẩn bị cũng đơn giản, mì gói mình bỏ vô cái cối đâm cho nhuyễn nhừ ra. Mà thiệt tình chứ mọi người coi theo cái hướng giải trí được rồi, cứ đi soi mói bình luận cái gì đâu không. Mà có một số người chứ không phải ai cũng vậy. Phải mấy đứa nít không mà tôi đâu có nói. Vô trang coi là có vợ có chồng hết trơn, thậm chí có con luôn á. Để cái hình con mình làm avatar rồi lấy cái nít đó đi bình luận tầm bậy tầm bạ không. Rồi hết chuyện rồi đó. Bây giờ quay lại với cái món ăn giặt của tôi nè. Hai gói mì thì mọi người làm nửa bột nêm, hai muỗng canh đường, dư lại khoảng muỗng canh tương ớt là được rồi nha. Tới đây khoan bắt bếp lên để nguội trộn cho nó đều gia vị trước, rồi bây giờ mình bật lửa lên được rồi đó, cho nó chảy đường ra, xào tầm khoảng 3 tới 5 phút là được rồi nha. Đó bây giờ đường nó cũng chảy ra, mì nó dính lại với nhau rồi đó mọi người. Mình mang tầm khoảng 10 cái bao tay giò viên để nó nóng. Tôi thì đeo 2 cái được rồi, tại tôi tay trâu tay bò. Cái bữa tiệc mà hôm qua hôm kia thì tôi mời mọi người lại nhà tôi chơi đó. Rồi mọi người có thắc mắc sao thiếu người này thiếu người kia? Trời, cái này mọi người đừng có hiểu lầm, tôi chỉ rủ mấy anh em trong công ty của tôi thôi. Mọi người đợi đi 21 tuổi xem đá đám cưới tôi mời hết trơn luôn, nhớ đi nha, coi chừng tôi mời mọi người luôn đó. Đừng hỏi tại sao, không quen biết gì cũng mời, chưa gặp lần nào cũng mời nghe. Rồi bây giờ cái món ăn giặt làm từ mì gói cũng sắp xong rồi đó. Mọi người có thể giò viên tròn tròn giống vậy nè. Giò xong thì mọi người để nó tầm khoảng 2 tiếng hay là 1 tiếng gì đó, để cho thiệt là khô ráo, để cho nó giòn thiệt là giòn nha. Ăn nó mới ngon. Còn bây giờ hai đứa tôi gấp tới bản họng rồi, phải ăn thôi. Món gì? Ăn giặt không biết tên là gì nữa. Mì đó mọi người ơi. Nói chung là cái món này mình làm xong mình cũng học theo người ta làm thử có ăn như thế nào nha. Rồi ăn nha. Anh ăn. Em thích ăn cái này đi. Cái này nó dài dài dễ ăn nè. Không. Ăn cái này đi. Không, anh ăn đi. Anh làm bự. Ok, mình sang cái này mọi người. Giòn. Thơm. Đúng là cái mì mà mình kiểu như mình thích đó. Nó rất là giống cái mì trẻ em nha mọi người. Hồi đó mình ăn á. Nó hơi ngọt một tí. Mọi người làm cái này nè. Rất là giòn luôn. Với lại cái gia vị đó mọi người đó, chọn vô nó không có điều như vậy. Mọi người làm cái gì nè, bỏ thêm tí đường nữa. Mình bỏ đường hơi nhiều. Rất là dễ ăn mọi người. Mọi người á, ưu tiên mọi người chọn cái mì mà mọi người thích á. Tại vì cái hương vị của cái bột nêm á sẽ rất là ngon. Mình để chưa được lâu nên độ giòn nó vừa thôi chứ chưa giòn quá. Nhưng mà để tầm khoảng 1 tiếng á cho cái đường nó cứng ra luôn. Mà giống mì của em ha. Nhưng mà mọi người bó ít bột nêm thôi. Mình riêng mình thấy thì nó hơi măng măng chút xíu. Rất là giống mì tuổi thơ luôn, mì trẻ em á. Cũng nãy khi giòn không nè. Chưa giòn mọi người.